Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Ở vào thời điểm hiện nay, khi mà Google đã cho ra mắt những chiếc Google Pixel 5 cũng như là đã có những thông tin về chiếc Google Pixel 6 được rò rỉ ra ngoài, và mình nghĩ thì đây cũng là thời điểm thích hợp để các bạn có thể mua được những chiếc Google Pixel đời trước với mức giá khá là ngon. Và đơn cử là chiếc Google Pixel 3 XL mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Chiếc smartphone này vẫn còn đang rất tốt ở thời điểm hiện tại, và với mức giá chỉ khoảng hơn 4 triệu cho máy 99% và hơn 5 triệu cho máy mới. Nếu các bạn đã quan tâm tới chiếc máy này hay bất kỳ sản phẩm smartphone nào khác thì có thể tìm hiểu tại Clickbuy thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Điểm đầu tiên mà mình khá thích khi sờ vào chiếc máy này đó chính là cái phần mặt lưng được làm nhám. Và nó mang đến cho mình một cảm giác cầm nắm rất là tốt, khá là bám tay, và nó cũng hạn chế việc để lại mồ hôi cũng như là dấu vân tay ở cái mặt lưng này trong quá trình sử dụng. Còn cái phần thiết kế thì nhìn cũng khá là vui mắt và mới lạ, với phần dưới được làm nhám như mình đã có nói, còn phần trên ngay cùng camera thì là kính bóng. Nói chung thì cái thiết kế này sẽ có người thích, người không thích, nó còn tùy thuộc vào gu thẩm mỹ cũng như là mắt nhìn của mỗi người nữa. Và một trong những điểm mạnh, điểm nổi bật cho chiếc Google Pixel 3 XL này đó chính là camera. Thì chiếc máy này được trang bị camera có độ phân giải là 12.2 megapixel. Tuy là chiếc Google Pixel 3 XL này chỉ được trang bị một camera, nhưng các bạn cũng đừng đánh giá thấp nó. Như các bạn có thể thấy ở đây là một vài bức hình mà mình đã chụp bằng con máy này. Camera này có tốc độ chụp cũng như là lấy nét cực kỳ nhanh. Chất lượng hình ảnh thì mọi người có thể thấy là màu sắc, độ tương phản, độ nét đều rất là ok, cho đến cái khả năng cân bằng trắng cũng cực kỳ là ấn tượng. Và điều đặc biệt, tuy là chỉ có một camera nhưng cái khả năng chụp hình chân dung trên chiếc Pixel 3 XL này cũng vô cùng là tuyệt vời. Khả năng xóa phông các thứ đều rất là xịn sò. Và máy còn có chế độ chụp đêm cũng rất tiện lợi khi chụp trong những môi trường tối và thiếu sáng. Mình đánh giá khá cao về cái khả năng chụp cũng như là chất lượng hình ảnh trên chiếc Google Pixel 3 XL này trong cùng tầm giá. Và quay ra mặt trước thì mình khá là không hài lòng về cái thiết kế mặt trước này của Google cho chiếc Google Pixel 3 XL. Vì màn hình thì vô cùng dày, cộng thêm với phần khuyết bên trên rất lớn nữa nên là không gian hiển thị bị hạn chế, cũng như là nó nhìn khá xấu nếu so với những chiếc điện thoại có màn hình tràn viền bây giờ. Nhưng bù lại cho cái thiết kế là một khả năng hiển thị phải nói là không có bất cứ điểm gì để chê ở cái tầm giá này cả, với tấm nền Violet và độ phân giải là 2K+. Màu sắc thì rất là rực rỡ, nịnh mắt, cho đến cả độ sắc nét, độ chi tiết, tất cả mọi thứ đều mang lại cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất, tuyệt vời nhất ở cái chất lượng cũng như là trải nghiệm hiển thị. Và mình chỉ tiếc một điều là nếu Google chăm chút hơn ở cái phần thiết kế mặt trước thì chúng ta đã có được những trải nghiệm sướng hơn và tốt hơn rất nhiều. Và tiếp theo là điểm mà mình rất thích trên chiếc điện thoại này, cũng như đó là thứ để làm nên thương hiệu của những chiếc điện thoại của nhà Google, đó chính là độ mượt mà khi sử dụng. Google Pixel 3 XL thì được trang bị con chip Snapdragon 845 cùng với 4GB RAM. Và vì nó là con đẻ của Google nên từ việc hoàn thiện phần cứng, tối ưu hay update phần mềm đều vô cùng tốt, nên các bạn cũng không cần quan tâm về vấn đề này. Cái tốc độ phản hồi cũng như là độ mượt mà trên chiếc điện thoại này mang lại là không có gì phải bàn cãi, nên những trải nghiệm hàng ngày từ vuốt chạm cho tới lướt web, lướt Facebook hay là xem phim, chơi game đều rất là tốt, rất tuyệt vời. Và chiếc điện thoại này cũng mới được ra mắt khoảng 2 năm mà thôi, và vòng đời hỗ trợ của nó cũng sẽ còn khá lâu, nên mọi người hãy cứ yên tâm mà sử dụng. Google Pixel 3 XL được trang bị viên pin có dung lượng là 3430 mAh. Viên pin này thì có thể cho bạn một ngày sử dụng với những tác vụ cơ bản thông thường. Nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nên đem thêm sạc dự phòng khi đi ra ngoài để có thể sử dụng thoải mái hơn. Và tổng kết lại thì Google Pixel 3 XL là một chiếc điện thoại khá là toàn diện. Nó mang lại cho người dùng những trải nghiệm thực sự tốt, từ camera, khả năng hiển thị cho đến là độ mượt khi sử dụng. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Clickbuy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.